Điều anh giờ đang bận tâm là em nghĩ gì. Rồi mai này khi biệt ly, lòng em có buồn. Anh chỉ tiếc cho mình lúc xưa chưa nói với nhau những lời yêu dấu, vẫn động khóe môi đã xa muốn trùng. Điều anh giờ đang hoài nghi là em có từng trao với anh tình yêu như anh ước mơ. Giờ ai đó với em có đang yêu thương, chăm sóc em như anh vẫn thương. Anh chỉ biết đứng nhìn phía xa cuối con đường. Và giờ đây anh phải làm sao để ôm được trong vòng tay những phút giây bình yên cùng em, dìu nhau mình bước qua tháng ngày. Và giờ đây anh phải làm sao một khi anh đã nhận ra sánh vai bước đi bên em đã không là anh. Và dường như trong anh đêm đêm vẫn đang hét lên, làm sao cho đôi ta bên nhau anh đâu nào hay biết. Giờ đây anh phải làm sao một khi anh đã nhận ra sánh vai bước đi bên em đã không là anh. Và dường như trong anh đêm đêm vẫn đang hét lên, làm sao cho đôi ta bên nhau anh đâu. Bye.